Cảm ơn quý vị đã trở lại với Good Morning Washington DC. Để tiếp tục, Ngọc Vi xin kính mời quý vị theo dõi chương trình nhạc lá bồ đề với chủ đề Thị phi truyện do tĩnh tâm sưu tầm, tủ linh tóm lược và trình bày. Tủ linh xin kính chào quý vị. Hôm nay, nhạc lá bồ đề xin gửi đến quý vị câu chuyện Thị Phi chuyện do tỉnh tâm sưu tầm tú linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi sống trên đời khó có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người trong cuộc sống là sự tranh đua và va chạm tất nhiên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót khi hành xử để đi tìm mục tiêu chuẩn cho đúng cho hay cho đẹp đôi khi không dễ dàng vì nó phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh xã hội văn hóa qua ba câu chuyện sau đây trong một buổi nhàn hạ vua đường thái tông hỏi chuyện với vị quan cận thần là hứa kính tôn rằng chậm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế hứa kính tôn trả lời tâu bệ hạ mưa mùa xuân tầm tã như dầu người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt chăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngậm vịnh. nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư, không thiên vị. Mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận, ghét thương. Còn hạ thần đâu phải là một người vẹn toàn, thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên, ngô thần trọng nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét đừng nên vội tin nghe vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán tiếng thị phi của thế gian độc còn hơn rắn rết bén hơn gươm đao giết người không thấy máu. Qua câu chuyện trên, qua lời của hứa kính tôn, chúng ta có thể có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về lời tiếng thị phi được sôi sáng của người có trí tuệ. Tiếng thị phi đã như thế, chúng ta nên bình tĩnh, sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua. Câu chuyện thứ hai, Thiền sư Bạch Ẩn một hôm đang trên giảng đường có một người con gái ôm đứa con của cô ta đến đưa cho thiền sư trước mặt bằng dân thiên hạ cô ta nói đây là con của thầy thiền sư nói thế à rồi đưa tay nhận đứa bé các đệ tử của thiền sư nhiều người rất bất mãn được một thời gian thiền sư nuôi đứa bé một hôm gia đình cô gái dẫn cô gái vào chùa gặp thiền sư ăn năn tội lỗi. Cô có bầu với một người trong làng, nhưng vì xấu hổ không dám nói, không còn cách nào khác, đến khi sinh ra đành phải vu oan cho thiền sư. Nhưng sau một thời gian, lương tâm cắn rứt, cuối cùng mới thú tội với cha mẹ. Cha mẹ cô tức tốc đến chùa xin lại cháu ngoại và tạ tội với thiền sư thiền sư nói thế à rồi trả lại đứa con mọi chuyện như chẳng có gì xảy ra câu chuyện thứ ba một lần đức phật đi giáo hóa vùng bà lam môn các tu sĩ bà lam môn thấy đệ tử của mình đi theo đức phật nhiều quá nên ra đón đường phật mà mắng chửi nhưng đức phật vẫn đi thông dong họ đi xeo, sau sâu và mắng thấy phật thản nhiên làm thinh họ tức giận chặn đức phật lại hỏi ngài có điếc không ta không điếc ngài không điếc sao không nghe tôi mắng này bà la môn nếu nhà ông có đám tiệc thân nhân tới dự mãn tiệc họ ra về ông lấy quà tặng họ nhưng họ không nhận thì quà đấy về tay ai Quả ấy về tôi chứ về ai Cũng vậy Ông mắng ta Ta không nhận thì thôi Người kêu tên mắng Phật Mà Ngài không nhận Phàm người đời Những lời nói bóng Nói gió ở đâu đâu Cũng lắng tai nghe Để buồn, để giận Như vậy mới thấy những lời Cuồng dại của chúng sanh Ngài không chấp Không buồn còn chúng sanh do si mê chỉ một lời nói nặng nói hơn ôm ấp mãi trong lòng vì vậy mà khổ đau triền miên trong kinh phật phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt nước bọt không tới trời mà rớt ngay xuống mặt của người phun. Thế nên, có thọ nhận mới dính mắt đau khổ, không thọ nhận thì an vui, hạnh phúc. Vậy thì, có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui. Đa số chúng sanh có cái tật nghe người ta nói không tốt về mình, qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não. Đó là điều không hay. Lẽ dĩ nhiên không phải lời phị, phị, thị phi nào cũng dễ bỏ ngoài tai. Có những lời sỉ nhục nhân cách tác động không chỉ tới riêng ta mà còn tạo làn sóng dư luận đến tâm lý những người quanh ta. Họ có thể từ chỗ lời thị phi mà nhìn nhận không đúng về ta cứ bình tĩnh và không việc gì phải hoảng hốt bởi lẽ những lời thị phi sẽ chỉ ảnh hưởng được những ai hời hờ qua loa đánh giá vấn đề từ cửa miệng những người sâu sắc thâm trầm có trí tuệ thì biết nhìn sâu nhìn rộng và chỉ nhận xét khi đã thẩm định kỹ càng thế nên nếu ta đúng thì hãy giữ vững sự kiên trì của tâm thức bởi chẳng khó khăn gì khi ta vượt qua những lời ông tiếng ve không sự thật căn cứ. Kính thưa quý vị, nhạc lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9h30 sáng giờ hoa tỉnh Đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Ngọc Vi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.